Chú mèo Chu Vĩnh Cú ra đi trong sự đau lòng cùng tiếc thương của tất cả mọi người. Chu Vĩnh Cú là bé mèo thường xuyên xuất hiện trên các hội nhóm như Động Mèo và Đảo Mèo trong suốt giai đoạn 2020 đến 2021. Những hình ảnh bé mèo có nốt ruồi bên mép phải với những bộ đồ đáng yêu đã trở nên rất thân thuộc đối với fan yêu mèo trong cộng đồng. Thế nhưng mới đây, trên trang Facebook chính thức của chú mèo này, cô chủ đã vô cùng đau lòng báo tin rằng Cú đã ra đi lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 7 dương lịch. Thông tin đột ngột này khiến không ít người đau xót. Chị chia sẻ vài ngày gần đây, Cú hay vô nhà tắm nằm, trông có vẻ lừ đừ và yếu hơn nên chị sốt ruột cho con đi bệnh viện. Nhưng chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, Cú đã rời xa chị. Trong mấy ngày đó, đúng là một quãng thời gian khó khăn với cả chị và bé Cú. Cú chịu đựng cơn đau xác thịt, hành hạ từng ngày. Em mệt mỏi đến như ngất đi, không ăn được thứ gì. Nếu có cố ăn thì cũng bị ói ra. Mình nó ói hết rồi mọi người ơi. Mới đút cho nó ăn xong, nó ói sạch bắp này. Này em nằm bất động giữa những cánh hoa tươi, êm đềm không đau đớn nhưng lại khiến lòng người ta quặn thắt. Chị chủ hoàn toàn suy sụp sau sự ra đi của Cú. Chị để Cú ôm chiếc áo của chị theo vì mong rằng em sẽ nhớ mùi của chị mà tìm về ở kiếp sau hoặc ở kiếp sau nữa. Chị vẫn muốn gặp lại em, dù cho bất kỳ thân phận nào, mong mình được trở thành một phần trong cuộc sống của em lần nữa. Hy vọng kiếp sau em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không bị giày vò bởi những cơn đau xác thịt. Hy vọng em sẽ tìm được cô chủ của mình. Tạm biệt em, Cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.